Với quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân chỉ 3% kể từ hôm qua 4 tháng 5, EVN thu thêm gần 8.000 tỷ đồng, bổ sung phần nào cho khoản lỗ 2 năm 2022-2023 gần 90.000 tỷ do phải bán điện dưới giá sản xuất. Tuy nhiên, mức tăng này được xem là tác động ít đến sinh hoạt của các hộ dùng điện và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố tăng giá điện bán lẻ bình quân, Bộ Công Thương đã công bố quyết định giá bán điện đối với từng hộ sử dụng. Với biểu giá 6 bậc mới, hai nhóm tiêu thụ thấp nhất dưới 100 kWh có mức tăng giá là 2%, trong khi các hộ dùng trên 100 kWh mỗi tháng chịu mức tăng 3% bằng mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trong cuộc họp báo, đại diện EVN cho biết, qua tính toán, số tiền mà các hộ phải trả sau biểu giá điện bán lẻ bình quân mới là không nhiều, hơn khoảng từ 2.500 đồng đến 27.200 đồng mỗi tháng. Là cái số đông nhất chuyện mà các cái hộ đang sử dụng, thì chúng ta thấy rằng là đối với cái hộ mà hiện nay đang dùng 50 kWh một tháng thì họ sẽ phải trả thêm là 2.500 đồng một tháng, và đối với cái hộ mà sử dụng 100 kWh một tháng thì là sẽ trả thêm số tiền là 5.100 đồng một tháng. Đối với cái hộ mà sử dụng 400 kWh một tháng thì họ sẽ trả thêm 27.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, mức tăng điện lần này sẽ giúp EVN có thêm nguồn lực tài chính khoảng 8.000 tỷ đồng, bổ sung phần nào đó cho khoản lỗ dự kiến trong năm 2022-2023 là 90.000 tỷ đồng. Tập đoàn này cho biết đang thực hiện các giải pháp khác để tháo gỡ khó khăn. Thì năm ngoái tiết kiệm chi phí thường xuyên 10%, thì năm nay phải tiết kiệm 15%. Chi phí sửa chữa lớn năm ngoái cắt giảm 3%, thì năm nay phải cắt giảm ít nhất là phải 40%. Và chi phí nhân công đồng thời cũng phải tiết giảm. Tất cả các cái chi phí tiết kiệm đó là nội lực của EVN cũng phải tiết kiệm. Và EVN phải huy động tối đa các cái nguồn điện có giá rẻ và đồng thời đàm phán các cái nhà năng lượng tái tạo để đảm bảo họ đồng hành chia sẻ với EVN. Đấy là về còn cái giải pháp về chính phủ, thì EVN đang trình chính phủ sẽ trình chính phủ để giảm các cái khoản thuế và phí. Về tác động của giá điện tới chỉ số giá tiêu dùng CPI, Tổng cục Thống kê cho biết giá điện tăng 5%, CPI tăng 0,17%. Giá điện nay chỉ tăng 3%, CPI cũng sẽ chỉ tăng tương ứng là 0,099%. Và như vậy, CPI tác động bởi giá điện là rất nhỏ.